Rồi cái bài hôm nay chúng ta sẽ qua một cái phần mới, tức là mình sẽ điêu khắc ha, điêu khắc gọi là giống như mình có cái phần mềm là ZBrush á, các bạn từng nghe cái phần mềm ZBrush đó. Đó, thì đây là cái phần mềm chuyên chuyên dùng để điêu khắc ha, tức là nặn khối, tạo khối, điêu khắc. Thì trong cái CAD 4D của mình nó cũng có cái dạng điêu khắc như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái, thầy sẽ tạo một cái cube đi. Đó, tạo một cái cube này. Đó. Bây giờ để chuyển cái này, thầy sẽ bấm vô, các bạn sẽ vào trong cái phần layout này, các bạn sẽ chọn cái layout có tên là S-Cube. Đó. S-Cube. S-Cube. Đó, tức là điêu khắc ha, điêu khắc. Rồi mình bấm vào đây thì bạn sẽ thấy nó chuyển qua cái giao diện này không? Đó, chuyển giao diện này. Thì cái phần này nó đang là màu xám này ha, đang màu xám này đó. Thì cái khối này các bạn phải cần vợt thì nó mới hiện lên đây, mình mới nhào nặn được cái khối này đó. Thì giờ bạn bấm vô cần vợt này đó, thì lúc này những cái công cụ này nó sẽ hiện lên này cho mình nhào nặn này, ha. Đó, thì ở đây các bạn đang thấy ở trong cái phần giao diện này đó, các bạn thấy đang ở trong cái tab gọi là scoping layer này đó. Thì mình có thể bấm vô cái tab object thì nó sẽ quay về cái chuẩn của mình ban đầu này ha. Đó, thì mình sẽ vào cái bảng quản lý đối tượng này, quản lý đối tượng ha, thì mình quay trở về cái bảng quản lý đối tượng của mình. Còn khi các bạn bấm vô cái tab scoping layer này á, thì nó sẽ quay trở về cái bảng để điều khiển layer, để điều khiển cái điêu khắc này. Đó, thì bây giờ để làm sao để làm được cái điêu khắc này, đó, thì chúng ta sẽ bấm vào cái subdivision. Cái subdivision là cái đối tượng để tăng lưới, nó có nhiều cấp độ, nó có nhiều cấp độ để bạn tăng cái lưới lên. Đó, có nhiều cái level này, level để tăng lưới lên ha. Đó, thì bây giờ mình bấm vô cái cube division này, cái subdivision này. Thì để thấy được cái lưới của cái bề mặt này á, thì các bạn vô display này. Đó, các bạn chọn là Draw Shaded Line này. Đó, thì mình thấy được cái lưới này ha. Thì bây giờ mình đã chuyển sang chế độ là subdivision này. Thì lúc này bạn nhìn trên này mình thấy nó có cái layer basic này. Đó, căn bản này. Cái current level thì nó đang ở level 0 này, tức là nó chưa có cái level lưới nào hết ha. Cái poly count là cái số mặt của cái khối này, này là 6 mặt. Được không? Nó có 6 mặt này. Cái memory tức là cái bộ nhớ ha, thì nó đang hiện lên đây cho mình thấy này. Thì các bạn nhìn bên này mình thấy này, ha. Đó. Cái level là level 0 này. Đó. Poly count là 6 mặt này, bộ nhớ này ha. Đó, level 0 này. Đó. Rồi bây giờ ở phía dưới này, thầy bấm vào đây, thầy bấm vào lần nữa. Thì các bạn thấy bắt đầu nó tăng cái subdivision của mình lên, cái lưới này. Thì nãy là 6, giờ nó tăng lên 24 này. Đó, 24 mặt, 24 mặt của cái khối này. Đó, và cái level 1 ha. Mình thấy đây là cái level 1 này. Và cái số count, số lưới này, số cạnh này. Đó, giờ thầy bấm thêm lần nữa này. Đó, thì bạn thấy nó bắt đầu nó tăng lên này. Đây là cấp độ 2 này, level 2 này, level 2 này, thấy chưa? Đó, level 2 là cái số polygon này á, cái số mặt lên là 96 rồi. Đó, và khi các bạn làm điêu khắc thì cái số lưới này nó phải nhiều lên. Đó, chứ ít thì người ta khó, nó khi điêu khắc thì nó chạy, nó dựa trên cái cạnh, cái đỉnh của mình mà. Đó, nên phải tăng cái cấp độ lên, ví dụ cấp độ 3 này bạn thấy không? À, cấp độ 4 này, bấm thêm một cái nó lên cấp độ 4 này. Mình thấy cái lưới nó từ từ cái hình kia nó tròn rồi, cấp độ 5 này. Đó, cấp độ 6 này. Thì khi bạn tăng lên về, dứt khoát là máy của bạn phải làm việc nhiều hơn. Bây giờ các bạn thấy cái bộ nhớ của mình này, cái memory của mình đến 5,49 MB này. Đó. Đó. Thì khi bạn càng làm cao bao nhiêu thì cái lưới này càng dày bao nhiêu thì nó sẽ mịn, hình nó sẽ mịn, nhưng mà nó sẽ đổi lại là rất là nặng nha, nên mình cũng phải cân đong đong đếm. Thì lúc này các bạn thấy cái số count, poly count mình nó lên đến 24.576 này. Đó, đó, cái số bề mặt này, này.
đó, thấy chưa? Và đây là mới là level 6 thôi, cái nữa đi ha, lên level 7 này, thấy không? Đó. Thì bạn muốn giảm xuống thì sao? Cái này là thầy đang tăng lên này. Đó, nếu nó nhiều quá bạn muốn giảm xuống thì các bạn sẽ có cái chữ phía dưới này, thầy đã nói trong cái bảng này nha, mình sẽ có chữ decrease này, decrease tức là giảm này, ha, đó, increase là tăng, decrease là giảm. Đó, học Anh văn IELTS có cái viết bài bài luận hay có cái từ này, ha. Đó, tăng giảm này, decrease là mình giảm này. Không, decrease giảm lưới này ha. Đó, còn giảm 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 cho về bằng không này. Còn increase là tăng này. Đó, increase là tăng này. Đó, tăng. Thấy chưa? Đó. Tăng tăng đến đây là hết này, level 7 là hết rồi. Đó, nếu bạn muốn nữa thì bạn phải nhấp vô subdivision thêm nữa thì nó bắt đầu nó tiếp tục tăng lên level 8, 9, 10 nha. Đó. Còn trừ này, đó. Thì tăng giảm thêm bạn nhớ đây nha, tăng giảm tăng tăng này giảm thêm này, mình sẽ dùng ba cái thông số này, ba cái này ở trong cái bảng này thì các bạn sẽ có cái nó đang ở cái basic căn bản ha. Thì mình có giống như bên Photoshop mình học là có gì, có add add laser tức là tạo một cái laser mới này ha, để mình làm các cái lớp trên cái layer. Nếu mình tạo hình phức tạp thì mình có thể bấm vào đây để mình tạo ra một cái layer mới để mình làm trên lớp này, sau rồi nếu mà cần thiết nó lại tạo thêm một cái layer nữa, đúng không? Để làm thêm một cái đối tượng nào nữa. Đó, mình sẽ tạo nhiều lớp giống y như Photoshop vậy đó. Còn cái folder tức là mình sẽ tạo ra cái folder này để mình chứa các cái lớp, chứa các cái layer nó vô đây. Đó, hoặc là tắt mở lớp gì đó thì mình sẽ dùng cái folder này. Đó, bấm đây này. Cái thùng rác này mình xóa này, thấy không? Đó, còn bên này là cái clear tức là xóa layer này. Bấm đây mình có thể clear xóa layer này. Đó, clear là mình phải chọn layer rồi mình mới clear được, hoặc là bấm vào thùng rác ấy. Xóa là xóa cái phần bên trong thôi chứ không phải bỏ. Bỏ là mình bấm vào đây. Đó, bỏ layer còn xóa cái nội dung thôi. Thì mấy cái này thì nó giống bên Photoshop ha. Merge visible tức là nếu mình muốn gộp hai lớp ba lớp layer lại thì mình sẽ dùng cái chức năng là merge visible này, giống như Photoshop thôi. Các bạn click chuột phải bạn chọn merge visible tức là gộp nó lại á, gộp lại. Thì đây là merge visible này. Còn bên này là flatten, flatten tức là làm phẳng ha, thì cũng giống như là merge thôi. Làm phẳng tức là mình làm phẳng hết các cái lớp lại với nhau gộp thành một luôn. Đó, thì nó sẽ làm phẳng lại. Còn mượt thì có thể mượt lớp trên xuống lớp dưới, ta mượt hai lớp hoặc là ba lớp. Còn cái làm phẳng thì chúng ta sẽ làm phẳng tất cả các lớp luôn, bao nhiêu lớp thì chúng ta sẽ gộp thành một hết. Rồi cái delete hai level tức là xóa, đó, mình bỏ đi. Đâu, không xài. Rồi. Đó thì cái bảng layer này thì nó giống như Photoshop để quản lý các cái lớp khi bạn điêu khắc bên này. Được chưa? Vậy là mình nắm được cái phần này ha. Bây giờ đến cái phần phía dưới này là cái công cụ này. Đó, chủ yếu mình sẽ xài những cái công cụ này để các bạn điêu khắc nó, điêu khắc nó. Thì cái công cụ đầu tiên là pull. Pull trong tiếng Anh là gì? Pull. Pull. Pull là bạn đi vào những cái cửa bạn thấy nó đề chữ pull, pull tức là đẩy ha, đẩy. Thì bây giờ mình muốn đẩy á thì mình sẽ chọn pull này. Đó, khi đẩy này bạn thấy nó sẽ hiện lên một cái đường này, ha. Đó, đẩy lồi lên này, đó. Thì nó lồi lên theo các cái cạnh điểm này. Nếu các bạn nhìn thấy cái lưới này nó rối quá, khi bạn tạo hình không rối quá. Các bạn muốn bỏ đi thì các bạn sẽ bấm vào display hoặc nhấn phím NB này. Đó, mình tắt đi cho nó, mình trở lại chứ NA chứ row setting tình này, mình trở lại này. Đó, thì mình bỏ cái lưới đi để cho nó dễ nhìn thôi ha. Đó, thì mình sẽ cái pull tức là nó đẩy ra này, đó, đẩy lồi lên này. Thấy chưa? Đó, nó đẩy lồi lên này. Đó. Đó, đẩy lồi lên ha. Thì ở đây thì các bạn chắc đang thắc mắc là cái đầu cọ này mình có thể thu lớn hoặc là
thu lớn to thu nhỏ hoặc là phóng lớn lên được hay không, đúng không? Thì để cho cái đầu cọ này mình điều chỉnh đầu cọ này lớn hoặc nhỏ thì mình sẽ có cái setting ở đây là cái bảng setting của nó đây ha. Và tất cả những cái công cụ này này nó đều có y như vậy nha, nên mình chỉ giải thích một cái bảng này thì các bạn áp dụng cho những cái đối tượng này hết giống nhau ha. Thì giải một cái chính này thôi. Ở trong cái phần setting này thì mình sẽ điều chỉnh cái gì, các bạn kéo xuống dưới này đó, cái size này, cái size này là đang để 30, là cái cỡ cọ 30 này. Đó, bây giờ thầy giảm xuống này, thế này bạn thấy đầu nhỏ đó, nó nhỏ này, thấy chưa? Đó, và đây là 9 này. Bây giờ thầy tăng lên cao này, rồi tăng lên là 50 này, thì bạn thấy cái đầu cọ to chưa? Đó, này là cọ 50 ha, nó cọ này cọ 50, nó cọ 50 ha. Còn tiếp theo là cái gì? Đó, tiếp theo là cái pressure. Pressure tiếng Anh là gì? Pressure là độ nén ha, cái nén 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 lại pressure này. Thì giờ pressure nó đang 20% thì bạn thấy nó sẽ như thế này. Giờ thầy tăng lên gấp đôi gấp ba lần đi, ví dụ 40 mấy đi, thì khi thầy kéo các bạn thấy cái độ pressure nó sẽ đậm hơn, đúng không? Nó đậm hơn đó, nó cao hơn, nó đậm hơn, tức là cái độ kéo này nó mạnh hơn đó, pressure. Bây giờ cái pressure này nó sẽ cao hơn đó, thì tùy thôi. Vậy nó có phím tắt hay không đó còn thì mình đang làm việc với cái gì, cái size tức là cỡ cọ, và cái pressure là cái độ đẩy, độ nén, độ đẩy ấy. Thì mình có phím tắt hay không, các bạn muốn điều chỉnh dùng phím tắt thì các bạn có thể đè chuột bi ấy, chuột giữa và kéo này, đè chuột giữa bạn kéo thì bạn thấy ở đây nó có một cái cây đây, bạn thấy không? Bạn nhìn bên cái bảng phần pressure nó đang chạy lên chạy xuống đó, đó đang chạy lên chạy xuống. Thì đây khi thầy kéo này đó, cái cây này, cái cây vàng vàng này này, đó, cây này chính là cái pressure này. Cái này càng cao bao nhiêu thì cái độ độ nén nó càng mạnh ha, càng cao bao nhiêu thì cái độ nén bằng càng mạnh. Thì bạn đè chuột giữa, bạn di chuyển thì nó có đè chuột giữa kết hợp chuột phải, lúc nãy thì được, bây giờ hết được rồi. Thì mình sẽ kéo cái này này, còn bạn đè chuột bi bạn kéo như vậy á, đè chuột bi kéo vậy thì mình sẽ thay đổi được cái size á. Bạn thấy cái size không? Nó đang là ví dụ 22 này, 28 này, đó 13 này, đó thế là mình đè chuột giữa thì các bạn sẽ thay đổi được cái size này. À, khi bạn làm như vậy mà nó không có mịn như chỗ này là do cái gì? Do cái lưới của mình nó chưa đủ mịn ha. Cái lưới của mình nó chưa đủ mịn nên bạn thấy nó sẽ có cái hiện tượng là nó răng răng như vậy. Còn lưới nó mịn thì sẽ không 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 bị hiện tượng này. Thì để hết thì mình phải increase, mình tăng nó lên, đúng không? Tăng nhiều lên. Đó, thì thầy sợ tăng không đủ máy nó yếu thì nó có thể là giăng. Đó, nên mình cẩn thận. Rồi thì trong này các bạn hiểu cho thầy hai cái công cụ chính ha. Thứ nhất là cái size là tăng cỡ cọ này, pressure là tăng cái độ độ nén mạnh hay yếu này, đúng không? Còn cái thằng chạy check vô đây, thằng len tức là cái độ dài khi bạn kéo thôi. Như bạn check vô cái thằng này thì khi bạn kéo nó có cái độ dài này, cái đường xanh này ha, các bạn thấy đường xanh này không? Đó thì nó kéo thay mình, nó sẽ kéo từ đây ra này, thì nó cảm giác nó sẽ mịn hơn, nó mịn hơn thôi. À, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm, không cần xài cái này. Rồi tiếp theo là gì? À, cái này thì các bạn đang làm gì? À, đang nó đang lồi lên. Trường hợp bạn muốn lõm xuống thì sao? Cái này là put pull pull đẩy lồi ra này, thấy không? Bây giờ thầy muốn nó lõm này, đường này xuống này, thì các bạn kéo xuống dưới này. Ở đây mình có cái chức năng là convert này, invert này, invert tức là đảo ngược lại ha. Thì thầy check vô cái thằng invert này, thì lúc này các bạn thấy nó sẽ lõm lại, thấy không? Cái đường này nó sẽ lõm này, đó nó sẽ lõm xuống này, thấy chưa? À, thầy vẽ nó lõm xuống này. Đó còn bỏ đi thì các bạn lại trở lại bình thường, nó lồi lên, đúng không? À, vậy nó có phím tắt hay không? À, vậy nó có phím tắt hay không?
Nếu bạn muốn không muốn check cho invert á, mà bạn muốn dùng phím tắt á, thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đè phím control này. À, các bạn đè phím control thì các bạn sẽ tạo ra được cái đường nó lõm xuống như vậy. Đó, tức là mình đè phím control thì mình sẽ tạo ra được cái rãnh lõm, còn thả ra thì nó lại bình thường. Đó, rất là dễ ha, không có gì là khó. Thì đây là thầy đang nói về các bạn gì, cái bảng setting đó, cái bảng setting đó, bảng setting. Rồi xong phần bảng cái menu setting, thầy chuyển sang menu file nhé. Chúng ta xem cái file này nó có cái gì hay. Cái file bây giờ thầy sẽ chuyển qua file này. À, cái mặc định của nó bạn thấy nó đang có một cái đường cong rồi, tức là khi vẽ thì thấy có một đường cong rồi. À, đường cong đó, thì giờ mình chỉnh cái đường này chính là rồi. À, khi mình vẽ ra tiếp à, nó mềm đi, nó cong xuống đi. À, thì cái này không có gì ghê gớm hay lắm đó, ít đi này rồi tăng lồi lên cao này. Tăng lồi lên cao thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn, bạn thấy cao nó mạnh hơn không? Đó, cái fade off này rồi. Còn nó cao, nó chiều cao nó mạnh hơn nhiều. À, khi mình giảm nó xuống này, bấm vô cái điểm này các bạn giảm nó xuống này, bấm điểm ha, kéo xuống dưới này, đó. Kéo dưới nha, này nó cái bảng này nó chặt quá thì mình kéo cái thanh trượt này qua đây là để mình thấy này, mình thấy cái hand này, mình kéo xuống này. Kéo thấp xuống một xíu để thấy được không? Đó, giảm xuống ha. Đó, thế này bạn thấy nó nhẹ hơn này. Xuống nữa này. Đó, nó nhẹ hơn này. Đó, không? Nó nhẹ hơn. Đó. Thì nếu mình không muốn chỉnh, nếu mình muốn trả lại như ngày xưa thì các bạn chỉ cần bấm vô cái reset thôi. Reset thì nó trả lại cái mặc định ban đầu ha. Bấm vô reset thì nó sẽ trả lại như cũ. Đó, nó trả lại như cũ. Trở lại như cũ này, không? Rồi xong cái bảng, xong cái menu file ha, chúng ta tiếp tục sang cái stem. À, stem là gì? Stem tức là mình lấy cái mẫu, một cái mẫu bên ngoài vô, hoặc là một cái mẫu có sẵn ở trong cái Cine 4D này để mình tạo chất liệu ha, để tạo các cái đường này. Thay vì những cái đường này thì nó nhàm chán quá, thì chúng ta sẽ tạo một cái stem, lấy một cái stem. Thì bây giờ mình để tạo ra một cái stem làm mẫu á, làm mẫu ha. Nếu các bạn máy các bạn mà cài đầy đủ á thì vẫn xài công cụ pull này nhé, thì các bạn sẽ bấm vô cái stem reset này. Bấm vô cái lot lot reset, bấm đây thì các bạn sẽ có cái phần reset file này, tìm thấy ngay cái hình đó. Máy này đang chưa update nên bạn không thấy được, hoặc là mình kéo qua đây này, mình bấm vô cái phần image này ha, các bạn track vô cái view, các bạn phải check vô cái thằng view stem này nha. View stem tức là dùng mẫu á, bạn check cho đây, check đây thì các bạn sẽ bấm vô cái phần góc này này, đó, bấm vô cái biểu tượng trong này này, đó, thì mình sẽ lấy cái hình vô. Bây giờ mình lấy một cái stem vô đi, bây giờ mình lên mạng đi, các bạn lên internet, mình lên internet ha. Bây giờ các bạn sẽ search cho thầy cái tên là Prod đi. Các bạn đánh chữ Prod. Prod vector gì cũng được. Đó, Prod vector đi ha. Hoặc là pen gì Prod. Đó. Bây giờ mình xem ở đây nè. Mình coi có cái Prod nào mà nó hợp. Ví dụ cái Prod này đi. Đó, các bạn muốn mình lấy cái Prod này làm mẫu đi ha. Đó, mình sẽ lấy cái Prod này đi nha. Ta click phải ra này, mình chọn click phải chọn save hình ảnh đi, đó mình save đây ha, save một cái này, save một cái đi. Rồi tiếp theo mình kiếm một cái rớt nào nữa đi, ví dụ thầy coi cái rớt rớt này cũng được ha, rớt này, rớt này được, rớt này đi, nào, thầy lấy cái này nữa đi, lát nữa khỏi lấy. Rồi, ok, được chưa? Đó. Bây giờ thầy dùng hai cái rớt đó, thầy có hai cái rớt đó rồi. Rồi, đó đi. Bây giờ mình có hai cái rớt rồi. Bây giờ các bạn check vô cho thầy cái gì? Thứ nhất là mình view stem này, tức là mình lấy mẫu này, mình check cho đây ha.
kéo cái thanh trượt này qua đây, bấm vô cái bên phải của cái ô cái track imay này, có cái này này, bấm vô đây này, chắc là tên gì đây, không phải tên, rồi bấm vô đây đó, thì hai cái mình vừa đao về này đó. Bây giờ mình muốn dùng cái nào mình sẽ chọn nó, cái này đang cắt cái này đi ha, cái này cắt này, rồi chọn này đi. Rồi bây giờ mình có được cái mẫu vô đây này, bạn thấy không, nó nằm trong ổ C này, email ở C đó, đó, đó. Bây giờ mình xài nó sao đây, nó xài sao ha, thì mình kéo dưới này mình thấy này, đó thấy không, nó nằm ở đây hình nó đây đó. Bây giờ mình vẫn chọn Pressure, hoặc là những cái này đều giống y nhau vậy nha, mấy này xài nếu mình muốn xài giống nhau thôi. Giờ thầy đang chọn là Pull này, thấy không, đó thầy đưa qua đây này, đó, thầy quét cho này, các bạn thấy nó ra cái hình này không, nó ra cái cọ này không, nó sần sần lên ha. Thầy cho cái quay về cái gì, quay về cái đâu rồi, bấm về cái setting thì cho cái size lớn lên chút này. Đó, kéo này. Đó, bạn thấy không, đó, nó cào cào ra đó. Đó, những cái vệt xước đó. Đó, màu trắng thì nó sẽ lõm xuống, màu đen nó sẽ lồi lên, màu đen nó sẽ lõm xuống, màu trắng nó lồi lên đó, thì mình sẽ cào được cái này ha. Đó, ví dụ mình muốn tạo da rồng da rắn gì đó thì mình có cái mẫu da rồng da rắn. À, thì các bạn sẽ làm được, nếu máy các bạn cài đầy đủ thì nó sẽ nằm ở trong cái đây, các bạn vô trong Windows các bạn có cái phần content browser này, đó, vào Windows ha, content browser này đó. Bây giờ mình vô đây phát là mình đâu rồi, chạy đâu mất rồi, đây hoặc là đợi, có đây chưa, Windows content browser này đó, các bạn sẽ vào cái set này đó. Nếu máy các bạn cài đầy đủ thì trong này nó có một cái mục gọi là skin, đó là tạo da, tạo da điêu khắc, tạo da, thì mình sẽ mở cái mục skin đó đi, thì nó sẽ ra. Còn đây của thầy chưa update, một tí nữa thầy sẽ update sau đó. Thì ở đây có những cái mẫu sẵn này đó, như trong phần Rustan gì đây này, nó có những cái mẫu sẵn này ha, đó là cọ thôi. Còn mình có cái loại da rồng da rắn gì đó thì phiên bản nó có đó, các bạn cài đầy đủ tìm thử ra nó sẽ có, mình sẽ thấy à. Đó, đây là những cái mẫu sẵn thôi, mình lấy trong này mình xài thôi ha. Đó, như là cái này này, xước này đó, mình muốn lấy vô thì mình chỉ cần bấm đây, mình kéo vô đây thôi, đâu rồi, trong cái stem ha. Rồi, muốn lấy mẫu này xài này, bật cái này lên nha, kéo mẫu này vô thả vô đây này, nhưng mà đây là bên brush hả, cho nó chịu, xóa này, bấm vào clear thì mình xóa đi này, bấm clear xóa đi ha. Đó, kéo vô này. Này. Này không được rồi. Này là bên cỏ này. Đây, scale cái mẫu cơ, các bạn phải vô nó có cái hình cơ. Đây, mới xài được. Stem. Các bạn có thể nhấp đúp vô này, vô đây này. Đó, này nó không đầy đủ lắm không, lấy này cọ lấy đại này để thử size screen và bitmap setting. Đó, nó ra này, nó ra này, thấy chưa, đó, nó ra cái mẫu đó. Thì các bạn sẽ bấm vô trong vẫn chọn nó ha, trong phần stem này đó. Trong phần stem này thì các bạn vô trong Windows bật cái này lên, tìm cái mẫu nào đó, nhấp đúp nó vô mình xài thôi, cái đó để sau đi ha. Bây giờ mình đang dùng những cái bên ngoài thôi, bây giờ các bạn sẽ bấm vô đây lại lấy cái hình lại thôi, thầy đang dùng cái hình này đúng không, hoặc là cái hình này cũng được này, open này. Đó thầy đưa vô đây này, vẫn dùng cái cọ này, mình sẽ
quét cho đây này. Đó, quét cho này. Thì bạn thấy nó ra cái chất liệu mà cái bét tần cái mẫu của mình ha. Đó thì nó sẽ tạo ra được cái này. Đó. Đúng không? Nó sẽ tạo ra được cái này. Đó, thì tùy cái mẫu mình nó ra kiểu gì thôi. Còn muốn sâu mạnh hay là yếu thì do cái chỗ này nó quyết định. À, do cái chỗ này này. Cái pressure cái độ độ nén á, ở đây là mạnh hơn được không? Đó, quét mạnh hay nhẹ thì mình do cái pressure này nó quyết định thôi. Ha. Đó. Được chưa? Đó là thầy đã nói về cái tab stem, tức là lấy một cái ảnh bên ngoài vô nha. Rồi clear tức là mình không dùng nữa, mình nhấn clear thì xóa đi, nó sẽ trả lại như cũ à, bình thường. Ok. Rồi bây giờ những cái này thì giờ sao? Bây giờ các bạn muốn xóa thì sao? Là muốn lui lại. Lui thì bạn chỉ cần nhấn Ctrl Z thì sẽ lui ha. Lui hoặc là chúng ta sẽ có một cái công cụ ở đây. Easier này. Easier gì đó. Thì các bạn xóa này. Đó, thì đây là mình xóa này. Cho cái đầu cọ này nó to ra một tí, mình xóa cho nhanh. Đó, xóa này. Layer xóa hết đi ha. Đó. Nó xóa được cái lớp lớp trên thôi, còn lớp này nó không xóa được. Đúng không? Lớp 2. Xóa được này. Clear đi thôi. Đó, mình xóa được cái phần trên này đây. Chồng lên á. Đó, phần này nó chồng lên rồi. Lát nữa mình làm phẳng đi hết thôi như vậy. Đó. À, mình xóa sạch này, clear này. Đó là cái cọ bên ngoài thì rất là hay ha. Các bạn có thể kiếm mấy cái mẫu cọ bên ngoài để các bạn làm. Bây giờ tiếp theo thì giới thiệu cái menu số 4 này. Cái menu số 4 là Symmetry ha. Symmetry tức là lấy đối xứng ha. Symmetry là lấy đối xứng, vẽ đối xứng nha, vẽ đối xứng. À, trước khi nói vẽ đối xứng thì nói cái thứ năm này đi cho nó cùng với cái thứ ba này đi. Cái thứ ba là mình sẽ lấy một cái ảnh ngoài vô đúng không, để mình làm cái mẫu cọ vẽ. Bây giờ cái thứ năm này, stencil này, nó cũng tương giống gần giống như cái thằng này, nó cũng lấy một cái ảnh bên ngoài vô. Bây giờ mình xem nè. Bây giờ thầy chọn qua đây ha. Thầy bấm vô cái view stand này, được chưa? Cũng là view stencil nè. Đó, thầy bấm vô đây thì load cái hình cho nè. Giờ thầy lấy cái hình này, thấy không? Open này. Đó, thì khi đó bạn vô bạn thấy đây không? Nó có một cái hình mờ mờ đây không? Đó. Đó, mình zoom lớn, zoom nhỏ lên thấy chưa? Thì phía dưới này bạn để ý nó có cái transparency á, là cái độ trong suốt của cái nền này. Đó, phần transparency đang 0.92 này. Đó, các bạn muốn tăng lên thì là tăng lên thì nó mờ luôn này. Đúng không? Đó. Đó, nó 0.92 này. 293 gì đó. Thấy chưa? Thì nó mờ mờ này, mình thấy để mình làm gì? Mình dựa theo cái này là mình sẽ dựa theo cái map này. Đó, dựa theo cái rớt này để mình đồ nó theo. Mình đồ theo cái vớt này. Bạn hiểu ý không? Đó, cái scale này, cái thông số, cái này là xoay này, cái thông số scale tức là mình sẽ tăng lớn cái map này lên. Đó, mình tăng lớn cái map này lên. Như thể tăng lớn cái map lên. Đó, hoặc là thu nhỏ cái map này. Rồi cái phần XY này, X tức là thầy sẽ di chuyển qua bên trái hoặc bên phải này, thì canh sao cho nó vào đúng cái đối tượng của mình muốn đồ theo. Rồi cái trục y thì lại lên trên nè, mình canh trên hoặc xuống dưới nè, thấy chưa? Đó, x là qua trái qua phải này, đó để mình đồ theo. Bây giờ mình đồ theo này, thầy đang chọn cái pressure ha. Đây, hồi nãy đang dùng cái gì vậy? Nãy đang dùng cái công cụ nào đó. Chắc là đây rồi, đúng không? Mình, các bạn để ý nhé, mình đang chọn cái nào á, tại nó giống y đúc nhau mà, nên khi các bạn chọn nào phải để ý mình đang dùng cái công cụ nào. À, mình đang dùng cái công cụ nào. Ví dụ đây thầy dùng pull thì thầy chọn vào pull này.
đó, chứ không là nó sẽ hiểu lầm vô cái công cụ khác ha. Đó, rất là tai hại. Rồi bấm đây, lấy lại cái hình nãy đi. Rồi mình thấy chưa đó. Bây giờ mình sẽ cho cái đầu cọ nhỏ lại chút này. Mình sẽ dựa vào cái hình mẫu này, mình sẽ vẽ này ha. Rồi tiếp tục dựa vào mẫu vẽ này đó, mình sẽ dựa vào cái hình này mình đồ theo đó. Cái nhiệm vụ của nó là chỉ có vậy thôi, tức là mình dựa vào cái mẫu này để mình vẽ thôi. Còn cái chỗ này thì đây các bạn chỉnh, ví dụ như là gì đây, visible, đó là ẩn đi này, ẩn cái mẫu đi này đó. Visible là ẩn này đó, còn hai là ẩn, visible là ẩn, thấy chưa đó. Thì mình dựa theo cái hình mẫu mình đồ theo thôi, đồ theo thôi. Còn không xài nữa thì bấm clear, xóa đi, xóa đi là hết đó, xóa đi mình vẽ nó ra bình thường thôi. Đó là cái thứ năm ha. Bây giờ thầy quay trở lại với cái thứ ba này. Trước khi quay trở lại thầy dùng công cụ này thầy xóa đi này, xóa sạch đi ha, ví dụ vậy. Rồi quay trở lại cái thứ tư này. Cái thứ tư là size matrix này, size matrix tức là vẽ đối xứng. Các bạn đang vẽ vậy thì nó không phải là đối xứng, đúng không? Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ đối xứng này. Đó, các bạn thấy một cái điểm trắng không? Đó, điểm trắng. Bây giờ thầy chọn ở đây. Ở đây các bạn có ba cái tọa độ trục này. X nếu bạn chọn ở đây. Trong cái trục mình có ba loại ha. Lô world tức là theo trục thế giới này, X, Y, Z này. Còn local là theo địa phương ha. Thì chỗ này mình sẽ chọn X này. X thì bạn thấy đó. Bạn thấy trục X không? X và Z này, đó thì các bạn thấy để ý nó có một cái dấu chấm trắng ở bên bên trái này. À, đó với cái chấm này này. Tức là nó sẽ đối xứng qua cái thằng này. Thì nó giống như công cụ stamp, close stamp Photoshop vậy thôi. Đó, đó thì khi thầy vẽ đây thì bạn thấy bên kia nó cũng vẽ theo. À, bên này cũng vẽ theo. Đó. Thấy chưa? Đó. Nếu thầy chọn trục bên này, trục XZ này. XZ nó đâu? À, nó ở dưới này, thấy chưa? Đó, còn trục XY thì nó là như vậy. À, nó ở trên qua đây. Đó, thì đối với cái chỗ này thì là XZ này, tùy trường hợp nhé. XZ mình tắt này đi nha. Mình dùng một cái thôi. Đó, mình ví dụ đây thầy vẽ con mắt thì nó giống nhau, thì mình vẽ hai bên. À, hai bên nó giống nhau này. Vẽ đối xứng ha. Rồi cái mũi nè. Mũi thì nó có không đối xứng nên mình chỉ vẽ một đường trùng nhau thẳng thôi. Cái miệng này, cái miệng thì mình vẽ hai bên vô chẳng hạn. Nó giống nhau. Thấy không? Đó thì những cái gì mình vẽ giống nhau thì các bạn sẽ dùng cái này. Đó, vẽ đối xứng. Mình bật mình chọn trục tọa độ thì mình sẽ vẽ được cái đối tượng đối xứng như vậy. Được chưa? Rồi đó là cái công cụ pull, và thầy vừa giải thích cho bạn là năm cái tab này, năm cái tab này, năm cái tab quan trọng này đó. Rồi bây giờ xuống dưới cái thằng grab này là gì, grab strand pull đó, thầy chọn grab này. Grab thì bạn sẽ tạo cho nó đẩy lõm vô nhờ, lồi ra. Cái gap này là nó lõm vô, lồi ra. Đó. Cái gap nó lõm vô rồi. Đúng không? Đó, cái gap. Đó thì mình muốn nặng như mình nặng. Rồi cái smooth tức là nó sẽ có cái hình bàn ủi á, smooth tức là làm mềm đi. Ví dụ cái hình này làm mềm đi. Nó ủi phẳng đi. À, nó ủi phẳng này. Đó, nó ủi phẳng nhưng mà nó vẫn còn chiều cao đó. Đó, nó ủi phẳng đi nhưng mà nó vẫn, các bạn thấy nó vẫn có cái độ cao của nó này. Nó vẫn lồi, tuy nó phẳng nhưng mà nó vẫn lồi này. Thấy chưa? Đó. Đó, nó vẫn lồi ha, vẫn lồi lên. Rồi cái gap, cái smooth rồi ha. Cái gap tức là nó lồi lên này. Rồi cái smooth làm phẳng này. Cái warp này, warp này thì giống như là mình mài các cái cạnh nó, ví dụ nó lồi lên như vậy thì giờ mình làm cho nó cái cạnh này nó không có bén lắm, nó sẽ bằng đi đó. Các bạn đẩy cho cạnh nó mềm đi
đó, giống như mình làm cho nó chà với nhám rồi đó, cho nó không còn bén các cái cạnh nữa. Đó, nó sẽ phẳng đi này, ha, nó phẳng cái đường trên này, đó, nó phẳng cái đường trên này, ha. Đó, thì đây là cái wap, knife, knife là cắt ha, knife là cắt, cắt thì không phải là cắt đứt nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái rãnh, giống như bạn lấy chơi đứt sét đó, bạn lấy cái dao bạn làm cái này thì y như đồ chơi đứt sét thôi, các bạn bấm như là mình kéo nó, đó cái này là cắt, ha, đó, cắt, đó, y như đồ chơi đứt đứt sét thôi, đó, còn cái gì ra, đó mình cắt này. Rồi tiếp theo là gì? Cái pin, pin pin này thì nó bóp, bóp hoặc là nhéo, bóp bóp vô này, đó, làm cho nhỏ cái khe này lại này, ha, đó, bóp này, giống như vết thương nó lành dần vô đó. Thì đây là cái bóp vô này, đó, mình làm cho nó hẹp lại ha, hẹp lại, này cho nó hẹp lại. Đó, mình chà cho nó hẹp vô, đó, bóp lại hẹp vô. Rồi sau khi mình cắt xong mình chà cho nó hẹp vô, nó tạo ra một cái đường như vậy. Đó, đó, spin tức là nó bóp lại ha. Còn cái thằng này làm phẳng ra này, đó, chà ra này, san ra, san phẳng ra. Phải tuần đó là phẳng mà. Đó, thì mình cào cho nó phẳng ra. Ví dụ mấy cái chỗ nào nó cần, ví dụ chỗ này đi cần san phẳng này, mình kéo phẳng này. Đó. Mình san phẳng nó ra ha, đó. Mình san phẳng này, phá đám rồi đó, đúng không? Đó, san san phẳng ra. Ví dụ mấy chỗ gồ ghề thì mình san phẳng hết ra. Đó, thì cái piston, bản thân piston này là phẳng mà, đúng không? Còn cái thằng inflate này, inflate tức là tạo cho nó lồi lên mạnh hơn nữa. Ví dụ thầy đang có cái đường pull như vậy, các bạn thấy nó kéo một đường thôi, các bạn thấy nó không rõ lắm đúng không, nhưng mà khi thầy dùng cái thằng in pull này, các bạn cũng có cái phần cỡ cọ này, giảm cọ xuống này, ha, rồi cũng có cái ratio này, ví dụ thầy tăng ratio lên này, bây giờ thầy kéo thêm một lần nữa trên này, bạn thấy không? Bạn thấy nó dày hơn không, nó cao hơn, nó đầy lên không, đó đầy hơn không, đó thấy chưa, nó làm cho cái đối tượng mình nó sẽ dày lên, nó dày lên đó. Ví dụ này muốn dày lên thì cao lên, mình kéo thêm một đường nữa thì nó sẽ dày lên đó, dày lên. Thì cái này các bạn cứ làm ngồi bạn dập tới dập lui thì mình sẽ hiểu cái công cụ này thôi, không có gì là ghê gớm lắm ha. Đó, cái này nó tạo cho độ dày lên. Đó, viết chữ ha, bạn tạo cho nó dày lên, còn này thì nó làm cho đậm hơn, rõ hơn. Slide clean point, làm cho nó rõ lên, hẹp lại, đó. Hẹp cái đường này lại sao, đúng không? Nó bóp hẹp cái đường này này, đó. Hẹp lại, này. Đó, nó bóp hẹp lại. Các bạn để ý cái biểu tượng này thấy, ha. Còn fill là đổ đầy, tràn đầy cả, fill. Fill, fill, repeat là lặp lại này. Còn cái escape này là nó quét này, quét phẳng này. Đó, quét phẳng, quét phẳng. Erasure thì biết rồi ha, đó, xóa, xóa. Rồi đó là toàn bộ cái công cụ trong cái phần toàn bộ cái giao diện trong cái phần scoop này ha, scoop 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 là điêu khắc ha, trong phần điêu khắc này. Rồi tạm thời mình sẽ hiểu những chức năng của công cụ này, bây giờ mình sẽ chuyển sang, các bạn sẽ tạo một cái hình gì đó bằng cái những công cụ mình đã học nha. Đó.